Chương 1 Địa lý tự nhiên. Bài 1 Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Nội dung chính của bài học gồm 3 phần: 1. Vị trí địa lý. 2. Phạm vi lãnh thổ. 3. Ảnh hưởng của vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. 1. Vị trí địa lý. Việt Nam nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc, phía Tây tiếp giáp với Lào và Campuchia. Nước ta nằm trong vùng nội trí tuyến bán cầu Bắc, điểm cực Bắc có vĩ độ khoảng 23 độ 23 phút Bắc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Điểm cực Nam có vĩ độ khoảng 8 độ 34 phút Bắc, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Điểm cực Tây có kinh độ khoảng 102 độ 09 phút Đông, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Điểm cực Đông có kinh độ khoảng 109 độ 28 phút Đông, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Trên biển, lãnh thổ của nước ta còn kéo dài tới khoảng vĩ độ 6 độ 50 phút Bắc và từ khoảng kinh độ 101 độ Đông đến khoảng 117 độ 20 phút Đông tại Biển Đông. Việt Nam nằm ở vị trí liền kề của các vành đai sinh khoáng lớn trên trái đất, giữa các luồng di lưu của nhiều loài sinh vật, nằm ở vị trí trung chuyển của các tuyến đường biển, đường hàng không quốc tế và trong khu vực phát triển kinh tế năng động của thế giới. Trên phạm vi lãnh thổ có kinh tuyến 105 độ Đông chạy qua, nên phần lớn lãnh thổ nước ta nằm trong múi giờ số 7. 2. Phạm vi lãnh thổ chia thành 3 bộ phận. 1. Vùng đất. Diện tích các đơn vị hành chính Việt Nam là hơn 331.000 km², Tổng cục Thống kê, năm 2021. Trên đất liền, đường bờ biển nước ta dài 3.260 km từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. Nước ta có hàng nghìn đảo và quần đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. Vùng biển Việt Nam thuộc Biển Đông, có diện tích khoảng 1 triệu km². Vùng biển nước ta bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Vùng trời Việt Nam là khoảng không gian bao trùm lên trên lãnh thổ nước ta. Kết luận, lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời. Tiếp theo là phần 3, ảnh hưởng của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Thuận lợi, Việt Nam nằm trong vùng nội trí tuyến bán cầu Bắc, trong khu vực hoạt động của tín phong và gió mùa châu Á nên thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Tác động của các khối khí di chuyển qua biển, kết hợp với vai trò là nguồn dự trữ nhiệt và ẩm dồi dào của Biển Đông đã làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. Việt Nam nằm trên đường di lưu của nhiều loài động, thực vật, góp phần tạo nên sự đa dạng của tài nguyên sinh vật. Nước ta nằm ở vị trí liền kề của hai vành đai sinh khoáng lớn là Thái Bình Dương và Địa Trung Hải nên tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong phú. Vị trí địa lý và đặc điểm lãnh thổ nước ta đã tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên theo chiều Bắc đến Nam, Tây đến Đông, miền núi, đồng bằng, ven biển, hải đảo, từ đó hình thành các miền địa lý tự nhiên khác nhau. Khó khăn, nước ta thuộc khu vực chịu tác động của nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Việt Nam nằm ở vị trí cầu nối giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo nên có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực. Việt Nam nằm trên các trục giao thông quan trọng, các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế cùng với các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á, hành lang kinh tế Đông đến Tây, kết nối nước ta với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập và thu hút đầu tư nước ngoài. Vị trí liền kề cùng nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, xã hội và mối giao lưu lâu đời, tạo điều kiện cho nước ta duy trì và phát triển các mối quan hệ hòa bình, hợp tác hữu nghị với các nước trong khu vực. Việt Nam có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á, Thái Bình Dương nói chung, là khu vực có nền kinh tế phát triển năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị thế giới. Vì vậy, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước phải luôn được đề cao. Sau đây mời các bạn xem một số câu hỏi và đáp án củng cố bài học.